Full môi có tô được son không ạ? Được chứ em ơi, thậm chí là full môi xong tô son màu lên còn chuẩn hơn. Chị ví dụ cho em xem nhé. Ngày chị rất hay đánh cái màu cam đất là cái màu này. Nhưng mà ngày xưa ấy, khi mà chị chưa full môi thì môi của chị bị thâm. Chị đánh lên cái màu cam đất nó không lên được màu cam đất, thậm chí nó còn lên cái màu xỉn. Đây này, cái màu cam đất đây này. Thậm chí ngày xưa nó môi chị nó còn bị lên cái màu xỉn tại vì môi của mình thâm. Ở đây ai mà môi thâm mà đánh son không lên màu thì mọi người sẽ hiểu. Nhưng mà khi phun môi rồi ấy thì em có cái nền môi của em nó tươi hơn, nó sáng hơn. Đây chị sẽ đánh son cho em xem nhé. Em đánh son vẫn lên màu bình thường. Khi mà mình phun môi rồi nhá, mình có cái nền môi của mình nó tươi hơn, nó sáng hơn thì mình đánh son màu nào nó cũng sẽ lên màu chuẩn đẹp em nhé. Phun môi ý, không phải để thay thế son mà chỉ để cho nền môi của mình nó tươi hơn, nó sáng hơn. Để những cái ngày bình thường ấy em không cần phải đánh son mà môi của em vẫn, mà mặt của em nó vẫn sáng. Còn những lúc mà em đi chơi muốn make up nhá, thậm chí em đánh những cái màu cam đất này, màu nút này lên màu còn chuẩn hơn. Còn việc phun môi có đau hay không, có sưng hay không thì chị cũng làm một cái clip nói ở clip trước rồi, là phun môi với cái công nghệ sử dụng công nghệ vi chạm hiện nay là chỉ sử dụng đầu kim nano thôi, và mình ghim hạt đúng cái tầng của da, không bị gây tổn thương, không gây chảy máu nên là không sưng và cũng không cần phải ăn kiêng gì cả em nhé.